Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Tác phẩm Chó dẫn đường, đại gia và nhân quả. Tác giả Mikhail Samarsky. Chương 1. Ngay cả trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất, tôi cũng chưa bao giờ nằm mơ thấy những điều đáng sợ đến như vậy. Giả dụ bây giờ tôi thách các bạn đoán xem lúc này tôi đang nằm ở đâu, chắc chẳng ai đoán ra nổi đâu. Ôi, tôi chủ quan quá. Có lẽ cũng sẽ có người đoán đúng rằng tôi đang nằm trên bàn mổ. Quả thật, loài chó thỉnh thoảng cũng mắc phải những căn bệnh mà muốn điều trị dứt điểm, đôi khi cũng cần tới sự can thiệp bằng phẫu thuật. Nhưng nếu các bạn nghĩ rằng tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nào đó thì quả là lầm to. Tôi khỏe như bò mộng, hay như lời một bài hát nào đó, tôi khỏe bằng hai con bò cộng lại. Không phải tự tôi thích nằm ườn ra trên bàn mổ đâu. Thật ra gọi là nằm ườn thì chẳng mấy chính xác, vì tôi bị trói chặt đến nỗi muốn giãy tay còn khó, chứ đừng nói di chuyển cử động bốn chân và cả thân mình. Tôi rầu đấu ruột khi viết về chuyện này. Thật đó, rất buồn và rất đáng sợ. Có ai đó đang cần tới buồng gan của tôi. Ôi trời ơi, ngày trước tôi từng ước ao được hưởng thụ cảnh hưu trí an nhàn sau khi thực hiện xong bổn phận của một con chó dẫn đường. Nào có bao giờ nghĩ rằng đời mình sẽ phải kết thúc một cách đau đớn và vô bổ dưới lưỡi dao mổ của một viên bác sĩ thú y nào đó. Ôi trời ơi, tức thật, tức quá đi, tức muốn chết luôn. Giá chi các bạn biết được rằng trong căn phòng mổ chật hẹp này nồng đặc những thứ mùi vô cùng khó chịu, đều là mùi ete, mùi thuốc khử trùng, mùi từ những thiết bị y tế quái quỷ gì đó. Những mùi đó có thể giết chết tôi trước khi ông bác sĩ thú y kịp rạch mũi dao tử thần vào cái hông của tôi. Tôi nằm đó trên bàn mổ và cuộc đời của tôi diễu qua trước mắt như một cuốn phim chiếu chậm. Qua những cuốn sách trước đây của tôi, hẳn các bạn biết tôi đã chết hụt biết bao lần. Bọn trộm chó đã nhét tôi vào cốp xe hơi rồi sau đó là giam tôi trong một nhà kho tối tăm và ẩm thấp. Một đám con nít bắn tôi bằng ná cao su, may mà tôi không dở đầu lòi mắt ra. Rồi đám trẻ bụi đời suýt nữa thì xả thịt tôi làm món nướng xiên que. Thậm chí tôi còn bị săn lùng bằng súng đạn ria. Mỗi lần như vậy tôi đều may mắn thoát chết, chứng tỏ là cái số tôi nó hên. Nhưng chỉ hên được đến vậy mà thôi, còn bây giờ là chấm hết. Ông bác sĩ thú y nói chỉ khoảng 15-20 phút nữa là ổng sẽ bắt tay thực hiện công việc. Công việc hả? Giết chóc thì có chứ công việc cái nỗi gì. Chỉ được cay, khéo đánh tráo khái niệm thôi. Thử nghĩ coi, có thể gọi là công việc được hay không khi mà người ta mổ bụng moi gan một con chó khỏe mạnh bình thường, có khả năng lao động nữa. Có thể điên lên được với những thứ gọi là công việc như vậy. Ôi, nhưng thôi, biết làm sao bây giờ? Thôi thì còn chút ít thời gian, nếu các bạn muốn, tôi xin tranh thủ kể các bạn nghe chuyện gì đã xảy ra và tại sao tôi lại bị trói cả bốn chân, quẳng lên cái bàn mổ chết thiệt này. Lần gần đây nhất tôi phục vụ ông Vladimir Petrovich, nhân viên cứu hộ thuộc Bộ các tình huống khẩn cấp. Ông bị mù cả hai mắt trong một lần tham gia cứu nạn. Nhưng rồi sau đó ít lâu, các đồng nghiệp của ông quyên tiền đưa ông sang Đức làm phẫu thuật mắt và kết quả là một con mắt đã phục hồi thị lực. Tôi được trả về trường đào tạo chó dẫn đường. Sau đó tôi lại được giao cho một chàng thanh niên mù. Ở trong nhà chàng trai này tôi cảm thấy không thích thú chút nào, thậm chí còn linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó không ổn. Khi tham gia huấn luyện cùng với tôi ở trường, anh ta được gọi tên là Vitya. Vậy mà khi vừa về tới nhà, anh ta lại có tên là Kostya. Tôi nghe anh ta gọi điện thoại cho ai đó và nói là có hàng rồi, đến ngay đi. Sau đó anh ta tháo cặp kính đen ra, liền vô xó nhà, ngồi phịch xuống ghế bành, cáu kỉnh lẩm bẩm. Đóng gạch nhiều ra đủ rồi, chán thiệt á. Tôi nhìn anh ta và hiểu ngay rằng đó là người sáng mắt chứ chẳng phải mù loà gì hết. Vài phút sau anh ta quay lại, nhìn tôi trừng trừng. Mày nhìn gì? Người ta sắp tới bắt mày đi đó. Chuyện gì vậy? Hóa ra anh ta dùng chữ hàng là để gọi tôi sao? Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Từ đáy con tim, tôi cảm nhận rằng chuyện này lành ít dữ nhiều. Người ta sắp tới bắt tôi đi đâu vậy? Có nghĩa họ đâu có cần tới chó dẫn đường đâu. Cái anh chàng Vitya Kostya này đích thực là một người sáng mắt. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng mình tôi vẫn nuôi chút hy vọng là người ta sẽ đưa tôi tới với một người mù nào đó. Tôi cũng thoáng nghĩ,
Hay là người ta sẽ đưa tôi ra nước ngoài chăng? Nhưng trường của tôi là trường quốc gia, chỉ đào tạo chó dẫn đường cho công dân Nga mà thôi. Tuy nhiên khi những nhân vật mới xuất hiện trong căn hộ, thì mọi niềm hy vọng của tôi đều tan biến hết. Giá như các bạn được nhìn thấy những bộ mặt dữ dằn ấy, đúng là những bộ mặt thú dữ. Nắm đấm của chúng còn to hơn cả cái đầu chó của tôi nữa. Một gã đặt tôi nằm ngửa trên lưng và đưa tay sờ nắng gì đó ở vùng bụng của tôi, rồi hỏi anh chàng Vitya Kostya. Nó mạnh khỏe bình thường chứ? Không bị bệnh gì hả? Tất nhiên là nó mạnh khỏe rồi. Sản phẩm của trường đào tạo chó dẫn đường quốc gia đó. Ở trường đó hả? Đời nào người ta lại đi nuôi nấng đào tạo cái thứ chó bệnh? Nói cho mày biết nha, ở trường còn có cả bệnh viện thú y nữa. Việc tiêm chủng được thực hiện định kỳ, đều đặn theo lịch hết. Tóm lại, việc chăm sóc sức khỏe cho lũ chó ở đó luôn được thực hiện trên tầm cao quốc tế. Giấy tờ tùy thân của nó đâu? Đây, nè, đầy đủ. Vitya Kostya đưa ra các loại giấy tờ. Tốt. Gã trai có bộ mặt hầm hố xoa tay thỏa mãn. Quan trọng nhất là buồng gan của nó còn xài được. Chứ mà nếu không hả, sếp sẽ xé xác chúng ta ra làm trăm mảnh đó. Rồi hắn quay sang gã trai đi cùng, nói. Nào, chuẩn bị lồng rõ đi. Chỉ vài phút sau tôi đã phải ngồi trong một cái lồng to vật. Bản thân chẳng biết đầu cua tay nhau ra làm sao. Ông sếp nào của họ mà dữ dằn như vậy chứ? Tại sao ổng lại cần tới buồng gan của tôi? Ổng là người thích xơi món lạ hay sao? Trời ơi! Bất giác tôi cảm thấy đau nhói ở bên hông. Nếu ổng thường xuyên xơi món gan chó, thì không biết đã có bao nhiêu con chó hoang mạng rồi. Ây, lạ thiệt đó! Đúng là thứ quái vật! Lát sau, tôi giống như một con báo con beo mang giả nào đó bị nhốt trong cái lồng to tướng và chắc chắn, được người ta đưa ra ngoài sân, rồi tống lên một chiếc xe hơi 16 chỗ, đã dẹp bớt những hàng ghế sau. Thời gian di chuyển rất là lâu, không phải vì đường xa mà vì bị kẹt xe liên tục. Tôi ngủ gà ngủ gật, nhưng vẫn nghe được câu chuyện của những tên lính áp tải. Gã lái xe nói, ông chủ của chúng ta quả là một người cực quái ha. Nhiều lúc cứ như trẻ con vậy, thiệt đó nha. Tại sao mày nói vậy? Thì đó, ông cứ thích phải có được cái con chó Labrador to tướng này mới được. Phải chị cứ chọn lấy một con chó con, rồi nuôi dạy từ từ, tùy thích cũng được vậy. Trời ơi, mày nói gì vậy? Một gã khác vẫy tay. Con chó của ổng đang gặp vấn đề gì đó. Mọi chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu. Trời ơi, chối chẳng má. Một gã khác vẫy tay. Một khi mà giàu có thì người ta có thể nghĩ ra đủ mọi chuyện điên khùng luôn á. Nhìn chung thì mày nói đúng đó. Gã tài xế gật đầu đồng tình. Nếu không có tiền hả, ông nội tao cũng không dám làm mấy trò điên khùng vậy nữa. Một ca phẫu thuật như vậy tốn tiền tấn chứ ít sao. Tôi biết mà. Thôi đi cha nội ơi, việc gì mà phải đếm tiền trong túi người khác ông ơi. Vấn đề không phải là tiền. Một tên khác chen vào. Có ai thương xót con chó này không? Hắn hất hàm về phía tôi. Lát nữa đây, người ta sẽ rạch bụng một con chó vô tội. Và vậy là xong đời nó rồi. Trời ơi, tôi nghe những lời đó mà giật mình. Nhưng cho tới lúc đó tôi vẫn chưa thể nào hình dung ra người ta cần cái gì ở tôi. Và bỗng nhiên một trong những kẻ áp giải tôi tiết lộ bí mật. Thiệt đáng tiếc, nếu lá gan của nó không được cơ thể con chó của ông chủ chấp nhận, chắc gì con chó ông ấy sống được với lá gan của con chó này. Ghê quá ha. Tay tài xế huýt gió ngạc nhiên. Vậy quá ra chẳng có gì bảo đảm thành công cả sao? Tất nhiên là không có gì đảm bảo hết. Một gã trong bọn gật đầu. Ông bác sĩ nói rồi, 50-50, việc cấy ghép gan thì ông ấy vẫn tiến hành, nhưng mà không dám hứa chắc con chó của ông chủ sẽ sống được. Bác sĩ gì mà lạ vậy? Như vậy là lừa đảo rồi. Gã tài xế tỏ vẻ bất bình. Tại sao mày nói vậy? 50-50 là thế nào chứ? Chẳng có chút trách nhiệm nào về lời nói của mình cả. Dự đoán như vậy ai mà dự đoán không được chứ. Trong trường hợp thì cũng vậy thôi. Cả bọn cười ồ. Nhưng tôi bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện là sao? Phải chăng một tay nhà giàu nào đó muốn lấy buồng gan của tôi cấy ghép cho con chó đang bị bệnh của mình, hòng cứu sống đó? Thật nhân đức làm sao? Cứu một con chó bằng cách tống tiễn một con chó khác qua thế giới bên kia. Nhưng điều đáng buồn nhất là thậm chí bác sĩ cũng không xác quyết là con chó nọ sẽ sống nổi sau khi được cấy ghép gan. Và họ đã dối gạt nhà trường bằng cách nào để được nhận tôi về. Khi tới nơi, người ta chẳng cho tôi ra khỏi lòng. Ông bác sĩ chích cho tôi một mũi thuốc gì đó khiến đầu óc của tôi trở nên lơ mơ. Nhìn thấy mọi sự việc xung quanh diễn ra y như trong một cuốn phim chiếu chậm. Tóm lại, tôi đã kịp kể các bạn nghe tại sao tôi lại có mặt trên bàn mổ. Tôi thầm từ biệt cuộc đời, thầm gửi lời tạ lỗi đến tất cả những ai mà tôi đã vô tình xúc phạm và sủa oan. Các bạn biết không, tôi tiếc cuộc sống đầy quá đi. Tôi chỉ muốn tru lên như chó sói. Xin đừng nghĩ là tôi đớn hèn, tham sống sợ chết nha. Không có đâu, tôi đã chấp nhận số phận. Chỉ buồn là phải chết một cách vô nghĩa và chết như một con chó vô danh thôi.
Khoan đã, hình như có một cơ hội dành cho tôi chăng? Một người đàn ông và một phụ nữ bước vào phòng mổ và nhìn ngắm tôi một cách rất chăm chú. Người đàn ông chính là cái ông bác sĩ, còn người phụ nữ là... Là ai tôi không biết, nhưng trước hết hãy nghe họ nói gì với nhau. Bác sĩ Anton, nếu không có bất cứ sự bảo đảm thành công nào, thì liệu ca phẫu thuật này có ý nghĩa gì chứ? Người phụ nữ vung tay hỏi, giọng cáu gắt. Nuôi một con chó khác có phải là hơn không? Trời ơi, thưa bà Olga, tôi cũng đã đề nghị như vậy với ông Alexander rồi. Rồi ông nói sao? Bà Olga nhìn chăm chú vào mắt ông bác sĩ. Phản đối thẳng thừng. Ông bác sĩ chém bàn tay vào không khí. Ông ấy nói tôi không biết. Ông làm gì thì làm, nhưng mà phải cứu được con chó của tôi. Ê, ông ấy dứt khoát không có chịu nghe bất cứ ý kiến nào khác. Nếu sau khi được ghép gan, con Green vẫn không sống nổi thì sao? Có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Ông bác sĩ nhún vai. Nếu như bà muốn á, tôi xin nói thiệt nha. Cơ hội được tiếp tục sống của con chó Green là vô cùng thấp. Nghe này, nếu... Bà Olga ngừng lời đắn đo một lát rồi bật ra. Nếu ta biến con chó này thành con Green thì sao? Hả? Bà nói vậy nghĩa là sao? Ông bác sĩ há hốc mồm. Rất đơn giản thôi. Bà Olga xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Một con chó cần bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau phẫu thuật cấy ghép gan? Bà nghĩ ra cái điều gì vậy? Ông bác sĩ tỏ ra lo sợ. Chúng ta có thể giấu đó đi trong khoảng một tháng trời không? Bà Olga hỏi. Trước hết, bà hãy cho tôi biết bà đã nghĩ ra kế gì? Ông bác sĩ vẫn khăng khăng ý mình. Tóm lại là như vậy. Bà Olga nói dứt khoát. Chúng ta sẽ hủy bỏ ca mổ. Ông bác sĩ giật mình xua tay lia lịa. Thôi, tôi lại bà Olga. Làm sao mà có thể như vậy được? Bà có tin không? Ông Alexander, ông sẽ môi gan của tôi ra làm món pate cho ông đó. Không được đâu. Tôi không dám chơi cái trò mạo hiểm này đâu. Bao nhiêu? Bà Olga sầm mặt hỏi. Bao nhiêu cái gì chứ? Ông bác sĩ nhíu mày và co rúm người. Tôi hỏi ông cần bao nhiêu cho sự im lặng của mình? Bà Olga rít lên. Thưa bà Olga, xin bà hãy tha cho tôi đi, ha? Bà hãy hiểu cho tôi đi. Ông bác sĩ lập cập gian lơn. Ông yên tâm, bác sĩ Anton. Tôi sẽ lãnh nhận mọi hậu quả về phía mình nếu xảy ra điều gì tồi tệ. Ngày mai ông sẽ nhận được 1 triệu rúp. Vậy rồi, chúng ta sẽ làm gì với con riêng? Ông bác sĩ run rẩy hỏi. Thì ông cứ việc cứu chữa cho nó đi. Bà Olga trả lời. Trong những trường hợp tương tự, người ta sẽ phải làm gì với con chó bệnh? Thông thường á, thì người ta chỉ còn cách là đem chôn nó đi mà thôi à. Bác sĩ thở dài nặng nhọc. Không. Bà Olga nói dứt khoát. Chúng ta sẽ không làm điều độc ác đó. Ông hãy cứu chữa, tiêm thuốc giảm đau cho nó. Dạng bất đắc dĩ nếu đã không qua khỏi á, thì hãy để nó chết bằng cái chết tự nhiên. Tuyệt đối không được đem chôn khi nó chưa chết hẳn. Tôi không cho phép làm điều đó đâu. Tôi hiểu. Ông bác sĩ gật đầu. Như vậy là mọi chuyện đã rõ. Nó còn cầm cự được bao lâu nữa? Bà Olga hỏi. Nhiều nhất là 1 tuần. Bác sĩ trả lời. Nhưng mà chắc chỉ 1-2 ngày là cùng. Ông bác sĩ ngồi phịch xuống cái ghế giữa phòng, hai tay ôm lấy đầu. Bây giờ như vậy. Bà Olga nói giọng ra lệnh. Ông sẽ nói với ông Alexander rằng ca phẫu thuật đã thành công, nhưng hiện tại không được làm phiền con chó, phải để cho nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sau đó mọi chuyện hãy đẩy qua hết cho tôi. Hãy nói rằng bà Olga đã đưa con chó Green ra nhà nghỉ ngoại ô cho nó dưỡng bệnh nghỉ ngơi sau ca mổ cấy ghép. Những gì tiếp theo thì hãy để mặc kệ tôi xử lý. Tôi sẽ tìm cách giải thích hợp lý nhất với ông Alexander. Còn bây giờ, ông hãy cải trang con chó này. Bà Olga chỉ tay về phía tôi. Thành một con chó hậu phẫu, băng bó kín mít, bôi máu me lên mình nó cho nhiều, khiến ngay cả mẹ đẻ của nó cũng không nhận ra nó nữa. Tôi sẽ trở lại sau 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ. Cứ vậy bà làm, không được rút lui đâu. Hiểu chưa? Thưa bà Olga kính mến, nói thật lòng với bà là thật sự tôi sợ lắm. Ông bác sĩ run rẩy nói. Ông sợ ai? Bà Olga cười khẩy. Tôi sợ ông Alexander. Bác sĩ Anton thì thào đáp. Điều đó cũng tốt, thậm chí là rất tốt. Bà Olga gật đầu. Nhưng trong trường hợp này, tốt hơn hết, ông phải sợ tôi. Chớ có mà làm hỏng mọi chuyện đó. Bà Olga đưa ngón tay lên điểm mặt và hăm dọa. Trời ơi, có chết tôi cũng không dám nữa. Ông bác sĩ run run thề thốt. Tôi còn có lối thoát nào nữa đâu. Giỏi, biết vậy là tốt.
Bà Olga khen một câu rồi tiến về phía cửa. Nhưng ở ngay ngưỡng cửa, bà quay ngoắt lại hỏi. Hy vọng trong vòng một tháng, chúng ta có thể biến con chó này thành con Green chứ. Ông có làm được không? Làm được. Ông bác sĩ trả lời, giọng đã có phần tự tin. Hai con khá giống nhau. Thật ra thì cũng cần cải trang lại đôi chút. Tô màu mấy cái vết lông cho giống, cắt xẻ đôi chỗ. Cái kiểu như là phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình đó mà. Tai của con Green có bị sứt sẹo đôi chỗ vì từng cắn với một con chó khác. Vì vậy phải chỉnh tai của con chó này sao cho giống. Nhưng mà mỗi công việc đó chỉ là chuyện giặt thôi. Tôi thuộc từng sợi lông trên mình của con Green mà. Được rồi, cứ vậy tiến hành đi. Sáng mai tôi với ông Alexander Mikhailovich sẽ tới đây. Ông hãy liệu làm sao để chồng tôi không hề tỏ ý nghi ngờ gì hết. Nhớ băng bó cho thật kỹ con chó hiến tặng nội tạng này đó nha. Bà Olga mỉm cười và hất hàm về phía tôi. Vì nó sẽ phải đóng vai con Green sau ca mổ cấy ghép. Mọi chuyện sẽ trên cả tuyệt vời, thưa bà chủ. Ông bác sĩ hứa. Được, tôi rất hy vọng ở ông, bác sĩ Anton. Bà Olga vẫy tay chào rồi bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Như vậy có nghĩa là án tử dành cho tôi một lần nữa lại được quản chăng? Hình như số tôi luôn may mắn gặp được những người tốt bụng như bà Olga này. Cầu chúa cho bà ấy sống thật lâu. Bà quá là một phụ nữ tuyệt vời. Tôi sẽ chịu được ba cái vụ cải trang kia. Xin bà đừng lo. Sơn sửa màu lông chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cần xẻ dành tay một chút cho giống vết thương do bị chó cắn ư? Có xẻ te tua nham nhở ra cũng chả sao đâu. Thậm chí cướp việc biến tôi thành giống chó Doberman hay chó chăn cừu Trung Á cũng được nữa. Tôi chấp nhận tuốt đó. Đã có ai nhìn thấy những giống chó đó chưa? Chúng hoàn toàn không có vành tai nhưng vẫn sống khỏe như thường. Quan trọng nhất là buồn gan vẫn còn nguyên ở trong bụng tôi và tôi tiếp tục được sống trên cõi đời này. Như vậy tôi sẽ phải sống với một cái tên khác. Tên gì ta? Green. À, thì đã sao đâu. Một cái tên không tới đổi tội. Tuy nhiên nếu tôi tìm được cách trốn thoát trở về trường, không biết các thầy cô huấn luyện viên có nhận ra tôi không nữa. Vì lúc đó tôi đã bị tô lông thành màu khác, có khi trông sặc sỡ như con vẹt chứ chẳng chơi. Nhưng hình như tôi đã thả hồn đi quá xa rồi. Chớ có vội mơ về ngày được trở lại trường. Để còn coi liệu cái ông... cái ông gì ta? À, hình như là ông Alexander Mikhailovich bạo chúa ấy có chấp nhận mi là con chó Green của ổng hay không chứ. Chẳng may mà ổng phát hiện ra tôi chỉ là con Green giả. Nghĩa là tôi đã bị đánh tráo thay cho con Green thật của ổng thì sao? Ôi, thôi thì cứ phó mặc rủi mai. Giờ đây mọi sự chỉ có thể trông mong vào bà Olga kính mến mà thôi. Một khi đã trót cưỡi lên lưng cọp thì ráng cưỡi cho khéo, chớ có để ngã xuống cọp đã sơi mất. Dĩ nhiên là trong chuyện này tôi không có tội lỗi gì hết. Người ta nghĩ ra những trò lừa dối gì đó, còn tôi thì chỉ lãnh hậu quả. Nhưng biết làm sao được, kiểu gì thì giờ đây tôi cũng sẽ phải trở thành con chó mang tên là Green của một ông đại gia nào đó. Dù sao thì như vậy vẫn còn tốt hơn so với việc bị mổ bụng moi gan. Hai người đàn ông bước vào phòng mổ. Về sau tôi hiểu rằng đó là các phụ tá của ông bác sĩ. Cuộc lột xác của tôi bắt đầu. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.